Xin chào mọi người. Ngày hôm nay là trời rất là đẹp và Thơ có làm sẵn mấy thực đơn về barbecue. Thì mời mọi người vô bếp của Thoa để nấu nha. Đây. Đây là Thoa làm món này là nem nướng. Ok. Nem nướng nha. Bây giờ là đã nướng xong nha. Thì bây giờ mình chuẩn bị ăn nha cả nhà. Wow, cả nhà thấy không? Đã không ạ? Đã không ạ? Nhìn là thấy hấp dẫn rồi đó. Nem đã chín nè, nem đã chín xong nè. Đây là mực với lại chuông ớt đỏ xanh với tôm mình xiên ha, mình ướp xong á, mình ướp xong rồi mình xiên. Cái này là cái đùi gà mình cũng ướp luôn rồi xong rồi mình nướng thôi nha. Đó là em giới thiệu đến cả nhà một món nữa là đập bún ha. Đây bún. Lát nữa là sẽ có món gọi là bún nem nướng ha. Đây, bún nha cả nhà. Bún thì nó có nước mắm nè. Đó, nước mắm ha. Nước mắm rồi hả? Mình có thể là ăn với lại cái mắm đặc. Mắm đặc ha. Sau đó là em có món bánh hỏi nữa nè. Món bánh hỏi này rất là dễ làm ha. Món bánh hỏi này là mình chỉ cần mua cái gói mà nó đề là bánh hỏi tươi á, thì mình về mình chỉ cần luộc lên thôi, mình chờ nước sôi cho thiệt là sôi ha, rồi xong mình bỏ vô cái mình vớt ra, họ đã cắt sẵn làm sẵn hết rồi. Đây là rau sống nha. Đây. Thường thì em ăn kèm cái salad với lại cà rốt với lại dưa leo ha. Cái này là mắm đặc với lại em mọi người thấy không? Đây nè, hẹ nè, làm nè, lát nữa mình ăn với bánh hỏi ha. Cực kỳ ngon luôn. Cái này là nhân nè, nhân tôm nè cả nhà ha. Nhân tôm này á, mình chỉ cần mình làm mình khô lên á, rồi xong mình tao đó, mình sẽ nhuyễn ra. Đẹp không cả nhà? Còn đây là chả lụa để lát nữa mình làm á, mình ăn với lại bún nem nướng ha, bánh hỏi cũng được ha. Em vẫn thích cái này nhất mọi người ạ. Mọi người thấy không? Để em bê lên cho mọi người coi nha. Đây ha. Wow, nó thơm lắm cả nhà. Tại vì em mua cái loại mà nước sốt của Hàn Quốc á, mình ướp khoảng 1 tiếng thôi, thì mình sắc mực á, mình sắc cái dạng như mình sắc theo cái hình mà mình thích. Còn cái ớt chuông, cái ớt đỏ xanh này á, mình cũng cắt theo cái mình thích luôn, vuông hay chữ nhật hay hình gì mình thích thì mình cứ xiên vô thôi, rồi xong mình nướng. Mọi người thấy không? Đùi gà nè, thơm cực kỳ, tại vì cái sốt Hàn Quốc đó nó rất là ngon. Còn nem nè ha, ngon cực kỳ luôn cả nhà. Thường thì mình ăn barbecue á, mình ăn kèm với lại cái rau này nó rất là ngon, nó đỡ bị ngán ha. Mọi người có thấy hấp dẫn không ạ? Em chưa gì là em đã thấy đói rồi đó nha, rất là đói bụng luôn, chỉ nhìn thôi là coi như là no thôi á. Này rồi sau đó thì không có tưng tưng tưng, mọi người thấy gì không á? Wow, đây là món chè Thái ha, món chè Thái.
chia thái nè cả nhà. Lát nữa ăn xong á là em chỉ cần á là em muốn cho mọi người coi nha, nó rất là đẹp luôn ha, rất là đẹp. Wow, cái này màu xanh màu đỏ đây á là em làm bằng củ năng á cả nhà, rồi xong rồi em làm lớp áo, em sắc nhỏ rồi em làm lớp áo bột năng. Thì ở trong này nó gồm có nè xương sáo nè, ok mít nè ha, rồi á mình làm đường, rồi mình mua hộp sữa mình bỏ vô thôi, rất là ngon. Wow, cả nhà thấy không cực kỳ đẹp ha, đủ màu sắc. Còn cái này là ai mít, mít nè cả nhà. Đây là buổi trưa nhé, đang là buổi trưa mà cái mùi mít đó mọi người không thể tưởng tượng được đâu, mà giống như là cái gió mà nó đưa cái hương vị, cái mùi thơm vô á, nó cực kỳ thơm. Để em thử coi nha, em thử một miếng nha. Nó ngọt mà ngọt thanh luôn á cả nhà, nó ngọt thanh chứ không có phải mà nó ngọt mà theo kiểu mình khó ăn hết, nó thanh lắm luôn. Ngon quá cả nhà ơi, nhầm để đây thôi ha. Cả nhà thấy thực ăn thực đơn hôm nay như thế nào ạ? Bánh hỏi ha, bánh hỏi nem nướng, bún thịt nướng, chè thái, mít. Rồi nếu mà quý vị và các bạn yêu mến cái video của Thoa thì hãy like và bấm comment cho mình nhé, để có những cái video kế tiếp để mà Thoa có thể là Thoa đem đến cái những món ăn khác hơn nữa để mà cho các quý vị và các bạn thưởng thức. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Cảm ơn mọi người.